Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh toàn dân đang trông chờ vào ngành y tế, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch. Do đó, tất cả các ý kiến thảo luận phải tập trung chất lượng và đưa ra những giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn để ngành y tế thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Ba vấn đề được Thủ tướng yêu cầu phải tập trung đánh giá là những thành quả, hạn chế của ngành, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Hai là các giải pháp đột phá để phát triển ngành y tế, và cuối cùng là đề xuất các giải pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả. Trước mắt là chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra sau một tuần nữa. Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết số lượng ca mắc mới COVID-19 có thể tiếp tục sẽ tăng, nhưng tất cả các ca mắc mới đều xác định được nguồn gốc lây nhiễm là từ các ổ dịch trước đó. Tất cả cũng được cách ly tập trung từ trước thông qua công tác truy vết. Hiện Bộ Y tế cũng đang nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm và tiếp cận vaccine. Năng lực xét nghiệm hiện tại ở mức 66.000 mẫu mỗi ngày, trong trường hợp cần thiết có thể tăng cường công suất lên gấp 2 lần và tối đa là 290.000 mẫu một ngày. Nếu xét nghiệm gộp thì có thể đạt 2,9 triệu mẫu một ngày. Đến nay cả nước đã triển khai tiêm được gần 1 triệu liều vaccine và Bộ cũng đang cố gắng tiếp cận nguồn cung vaccine qua nhiều kênh khác nhau. Tổng số vaccine mà Việt Nam đã mua và đăng ký là 170 triệu liều, trong đó số đã có cam kết là 110 triệu liều. Bộ cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất để đảm bảo tiến độ cung ứng vaccine cho Việt Nam.